Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Showbiz 101 trên kênh truyền hình VTC8 View TV. Chương trình sẽ là nơi cập nhật những tin hot và tin hậu trường hot nhất trong Showbiz. Và tuần này chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều điều hấp dẫn và thú vị dành cho quý vị khán giả. Bây giờ chúng ta hãy cùng điểm qua những tin tức hot trong tuần qua nhé. Phạm Hương hát tiếng Anh cực đỉnh tại Hoa hậu Hoàng Vũ 2015. MC Mai Phương quyết định cạch mặt nam diễn viên La Thành. Mỹ Tâm đến thăm trường đại học Harvard. Nghệ sĩ Việt ồ ạt ra mắt MV. Ra mắt phim Hùng Ali và Cine Tour Evil Eight, đêm biểu diễn âm nhạc của Brian McFadden tại khuôn khổ giải Hồ Tràm Open, hậu trường ghi hình MV mới của Tóc Tiên Pop Awards 2015, và cuối cùng là chuyên mục 108 nghệ sĩ viết sách. Vừa qua, tại buổi phỏng vấn đầu tiên trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ 2015, Phạm Hương đã trổ tài hát tiếng Anh thông qua một đoạn clip ngắn. Và đoạn clip ngắn này đã nhanh chóng nhận được sự yêu thích cũng như lan truyền của cộng đồng mạng. Tell me all about this name. It's difficult to say. It's what given me the day I was born. Want to know about the story of the empire form. My eyes, they mold me, what you dare to say. Oh, I know of you, it's a sign of horns. A film by Coppola, the helicopters roar. One day, I trust your son. One day, I finally know my soul. To say hello, Vietnam. Thank you. Có thể nói dù chưa bước vào giai đoạn sôi nổi và hào hứng nhất, nhưng Phạm Hương cũng đã cho thấy được sức nóng và khiến khán giả hâm mộ tin rằng cô sẽ tạo nên kỳ tích trong cuộc thi năm nay. Chúng ta hãy cùng chúc cho Phạm Hương sẽ có thật nhiều sức khỏe để hoàn thành cuộc thi và mang vinh quang về cho đất nước nhé. Mới đây, nữ MC Phương Mai đã đăng tải một đoạn trạng thái khá bức xúc trên trang cá nhân của mình khi nhắc đến nam diễn viên hài La Thành. Theo đó, cô cùng ekip của mình đã phải chờ đợi nam diễn viên quá lâu và không thể tiếp tục thực hiện phần tiếp theo của chương trình. Phương Mai cho biết đây không phải là lần đầu tiên nữ MC bị nam diễn viên 49 ngày cho leo cây và tỏ ra khá bức xúc trước thái độ làm việc của nam diễn viên, nên MC Phương Mai đã quyết định chia sẻ trên trang cá nhân của mình để cảnh báo các đồng nghiệp cũng như cạch mặt nam diễn viên trong các chương trình sau. Liên hệ với La Thành, nam diễn viên cho biết: "Tôi không biết giải thích làm sao để mọi người hiểu cho tôi. Nói về lý thì tôi đã sai với cả Mai và ekip của chương trình. Thế nhưng nói về tình, tôi mong mọi người và cả Mai hãy thông cảm cho tôi, bởi vì tôi cũng còn phải đảm bảo lịch quay phim của mình. Tôi khó lòng dung hòa được trọn vẹn cả hai." La Thành hiện đang là một trong số ít những nam diễn viên nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả từ sau chương trình Cười Xuyên Việt bởi lối diễn hài hước và duyên dáng. Vừa qua, trong chuyến lưu diễn tại Mỹ, nữ ca sĩ Mỹ Tâm đã ghé thăm trường đại học Harvard, một trong những trường đại học danh giá nhất thế giới, theo lời mời của hội sinh viên Việt Nam tại đây. Và qua đó, Mỹ Tâm cũng khá bất ngờ khi rất nhiều sinh viên trẻ, thậm chí có bạn sống ở Mỹ từ nhỏ nhưng vẫn biết đến cô cùng những bài hát mà cô đã từng thể hiện. Trước khi chia tay, Mỹ Tâm cũng đã thể hiện hai ca khúc đó là Ước Gì và Cây Đàn Sinh Viên với phần đệm đàn của một bạn sinh viên. Cô cũng đã bày tỏ sự tiếc nuối của mình khi không thể tham gia trò chuyện được hết với các bạn sinh viên trong chuyến tham quan lần này. Họa mi tóc nâu của chúng ta quả thật là dễ thương đúng không các bạn? Thật trùng hợp khi trong tuần qua có đến 5 MV của các nghệ sĩ cùng ra mắt. Đó chính là MV Thật Bất Ngờ của Trúc Nhân, MV Nói Đi Mà của Vicky Nhung, Grace, MV Đầu Tay của Châu Đăng Khoa, MV Sẽ Thôi Khóc Vì Anh của Thu Thủy và cuối cùng là MV Ta Là Của Nhau của Đông Nhi và Ông Cao Thắng. Nói về MV Thật Bất Ngờ của Trúc Nhân thì chỉ có thể diễn tả chính xác là thật bất ngờ. Thật bất ngờ trước những điều được xem trong MV với những điều được nhắc đến trong bài hát và thật bất ngờ trước một ekip trẻ mà đã có thể làm nên một MV chất, làm cho đội phủ của nó càng ngày càng tăng. Tất cả những điều này đã góp lại từng chút một khiến cho MV thành công vang dội chỉ sau một ngày đầu ra mắt. Còn về MV Nói Đi Mà, cô nàng Vicky Nhung đã thẳng thắn từ chối sự giúp đỡ của sư phụ Đàm Vĩnh Hưng. Cô chia sẻ: "Tôi muốn thay đổi một chút để tạo nên sự mới mẻ trong lòng người hâm mộ. Tuy nhiên đó chỉ là những thay đổi về mặt hình ảnh. Còn phong cách âm nhạc của tôi lần này không khác gì so với những lần trước.
Tôi hy vọng rằng ca khúc với những ca từ vui tươi lạc quan sẽ nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả. Chắc ngày không hay biết gì về một cái city tí. Nam nhạc sĩ với nhiều sáng tác làm mưa làm gió thị trường âm nhạc Việt, với phần thể diện của các ca sĩ đình đám như Hồ Ngọc Hà, Thu Minh, Đan Trường, Quang Dũng, Thanh Thảo vừa chính thức cho ra mắt MV đầu tay trong tuần qua. MV này đã được Châu Đăng Khoa ấp ủ và chuẩn bị khá lâu để có một hành trang thật tốt khi Kim thêm vai trò ca sĩ. MV lần này có sự hỗ trợ của 4 producer, đó là Tiny C, Thành Kít, Minh Anh và Trần Mạnh Quân. MV được phối theo 4 phong cách khác nhau. Theo Châu Đăng Khoa, 4 bản phối này khó có thể phân loại theo dòng nhạc đặc trưng nào, bởi vì tất cả mọi người chỉ biết thỏa sức mình trong việc sáng tạo âm nhạc với tiêu chí bắt kịp xu hướng âm nhạc văn minh của thế giới. Sau hơn 4 tháng chuẩn bị và dành nhiều tâm huyết, Thu Thủy đã ra mắt MV đánh dấu sự trở lại của mình sau khoảng thời gian chăm sóc cho gia đình. MV Sẽ Thôi Khóc Vì Anh, Thu Thủy đã theo đuổi hình tượng gợi cảm và trưởng thành của một người phụ nữ có gia đình và làm mẹ. Trong MV lần này, Thu Thủy còn hy sinh mái tóc dài của mình để trở nên gợi cảm và lạ mắt hơn. Trong khi người hâm mộ đang đếm từng ngày chờ MV Boom Boom ra mắt, thì mới đây ca sĩ Đông Nhi đã giới thiệu MV Ta Là Của Nhau song ca cùng nam ca sĩ Ông Cao Thắng. Trong MV này có những cảnh quay đầy tình cảm lãng mạn khi cả hai cùng lái xe trên đường ven biển, cùng ngắm hoàng hôn và cùng dành cho nhau những cái ôm thật chặt khiến người xem không khỏi thích thú. Sau hơn 6 năm yêu nhau, bộ đôi Ông Cao Thắng và Đông Nhi vẫn vô cùng hạnh phúc như những ngày đầu tiên. Từ một nam ca sĩ được yêu thích, Ông Cao Thắng đã quyết định lui về hậu trường để làm quản lý cho ca sĩ Đông Nhi, giúp cô gặt hái được nhiều thành công trên con đường ca hát. Và hiện tại, người hâm mộ đang rất nóng lòng chờ đợi đám cưới của cặp đôi đẹp nhất V-pop này. Vừa rồi là những tin tức showbiz hot nhất tuần qua, và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với chuyên mục Hậu Trường 102. Tuần qua là một tuần khá nhộn nhịp với showbiz khi có rất nhiều sự kiện được diễn ra, và showbiz 101 cũng đã có mặt để ghi lại những khoảnh khắc này. Chúng ta hãy cùng xem đó là những sự kiện nào nhé. Ngày 2 tháng 12 vừa qua, buổi công chiếu bộ phim điện ảnh Hùng Ali tại thành phố Hồ Chí Minh do Ưng Hoàng Phúc đầu tư và đóng vai chính đã diễn ra trong không khí tưng bừng náo nhiệt. Kính chào tất cả quý vị khán giả của View TV, và hôm nay thật sự là Phúc rất là hạnh phúc và rất là vui khi mà đứa con tinh thần của mình đã bủ bấy lâu nay cũng chuẩn bị ra mắt công chúng. Hy vọng rằng tất cả quý vị sẽ đón nhận cũng như là ủng hộ cho dự án đầu tay mà Phúc làm sản xuất, cũng như là đây là một bộ phim mà do chính Phúc đóng vai chính cho bộ phim Hùng Ali. Hy vọng là tất cả quý vị sẽ đến rạp ủng hộ cho bước đường sự nghiệp của Phúc, cũng như là ủng hộ cho điện ảnh Việt Nam. Gây bất ngờ cho khán giả có mặt trong hôm đó cùng với khách mời, Long Nhật đã xuất hiện trong một bộ đầm màu đỏ, và để sống lại một cách trọn vẹn vai diễn của mình, anh còn mang theo cả một chiếc xe bán dĩa, đạo cụ quen thuộc của anh trong những ngày trên phim trường. Kết hợp ra mắt phim lần này, Ưng Hoàng Phúc cũng đã tổ chức một đợt cine tour để giao lưu cùng người hâm mộ và quảng bá cho bộ phim. Là một người bạn rất là thân của Phúc, thì khi mà nghe Phúc nói là Phúc sẽ làm bộ phim như vậy thì Vân rất là lo, bởi vì là không biết là bạn mình làm có được không, vì chi phí rất là lớn. Nhưng mà khi mà Vân đi ra mắt phim ngày đầu tiên thì Vân cảm thấy là rất là hãnh diện về bạn mình. Bạn mình là một ca sĩ mà lại diễn rất là tốt và trong phim rất là hoành tráng, rất là đẹp. Vân nghĩ là bộ phim như vậy là đối với Vân là thành công rồi. Evo Ace Hack the TV là cuộc thi nhằm tìm kiếm những tài năng và ý tưởng đột phá trong ngành truyền hình do VTC8 View Media phối hợp cùng quỹ Vindai với sự đồng hành của các đơn vị như Quan Hot Production, Screen Production, Dread Camera, DigiBoost, Dry Channel và Lotte Cinema. Tham gia cuộc thi, các nhóm làm phim tự do có cơ hội thể hiện khả năng, sức sáng tạo và đóng góp của mình thông qua những dự án truyền hình với độ dài 8 tập, thời lượng 45 đến 60 phút.
một tập. Và điều đặc biệt nhất là nhóm chiến thắng chung cuộc sẽ có cơ hội giành được gói hỗ trợ lên đến 3 tỷ đồng. Xin chào mọi người. Huy rất là hân hạnh được tham gia và tôi tham gia tổ chức chương trình này. Tại vì mình rất mê phim và mình đặc biệt mình mê phim truyền hình. Với những bộ phim như là The Walking Dead thì mình mỗi tuần mình đợi cái tập mới ra để mình xem. Mà mình mong muốn ở thị trường Việt Nam có những bộ phim như vậy trên truyền hình để mình có thể xem và thật sự mình có thể đi ra nước ngoài và những cái event mà hội chợ phim mình cũng mong muốn là những cái phim của truyền hình của Việt Nam cũng được đưa lên tới những cái triển lãm đó. Đó là cái mong muốn mình khi mình tạo ra một cái idea, một cái ý tưởng để lên chương trình này. So we pose this challenge to film and TV makers here in Vietnam. We're going to offer them a budget of 3 billion dong for them to make 8 episodes of a miniseries. And that's also how we created the name for the competition. EVO stands for evolution, and 8 obviously is the number of episodes that they're making. We've helped teams prepare their proposals with a series of information sessions and team leader briefings to explain how to complete all parts of the pitch. Thứ Bảy ngày 5 tháng 12 vừa qua, ngôi sao ca nhạc Brian McFadden, cựu thành viên của nhóm Westlife, đã có biểu diễn tại Hồ Tràm Strip. What do I think of Hồ Tràm? It's absolutely amazing. From the second that we arrived in, and you just see how grand it is and how beautiful. It's incredible. And the golf course is amazing. Just the whole area is, you know, it's obviously really new development, but it looks like this is going to be a very special place in years to come. Do you know what? I just think the whole country is beautiful. They're very different. Obviously, Hanoi is a big city, but being out here, you get to see another side of Vietnam, you know, the trees and the beaches and the seas and stuff. So it's nice to have seen both sides. I like both equally. I wouldn't change anything. I would never turn back time. Everything happens for a reason. And I had a wonderful time in Westlife and I've really enjoyed my solo career. So everything's kind of panned out exactly how I wanted it. For my Vietnamese fans, this song is for all my Vietnamese fans. Khuôn khổ giải golf quốc tế Hồ Tràm Open 2015. Tham gia buổi biểu diễn còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Đoan Trang, Thảo My, Bảo Quân, DJ Tice, DJ Caleste Siam. Thời gian dài tập trung cho vai diễn trong phim Già Gân, Mỹ Nhân và Gangster, ngày 1 tháng 12, Tóc Tiên đã có buổi ghi hình cho MV mới của mình, kết hợp cùng với Big Daddy và Just Daddy. MV được hòa âm phối khí bởi Hoàng Thu Liver. Gửi lời chào đến tất cả khán giả của View TV. Hiện nay thì như mọi người đang thấy thì Tóc Tiên đang có mặt tại địa điểm để quay một trong những cái MV mới nhất của mình. Một bài hát lần đầu tiên Tóc Tiên có sự kết hợp với lại hai anh chàng đã tuy là cũng đã thân thiết ở ngoài đời rồi nhưng mà chưa bao giờ kết hợp trong một sản phẩm âm nhạc, đó là Just a T và Big Daddy dưới sự hòa âm phối khí của anh Hoàng Tulliver. Có thể nói rằng là đây là MV mở đường
cho những cái dự án tiếp theo của Tóc Tiên, là bởi vì lâu lắm rồi Tóc Tiên chưa ra sản phẩm mới, và mong là các bạn sẽ có những cái ngày lễ hội hè cuối năm thật là nhiều năng lượng, tràn đầy năng lượng, thật là nhiều niềm vui và đắm mình trong không gian âm nhạc của Tóc Tiên cũng như là những người bạn của mình nhé. Đêm chung kết giải thưởng Pop Awards 2015, giải thưởng tôn vinh sản phẩm giải trí kỹ thuật số với chủ đề Không giới hạn đam mê và sáng tạo đã diễn ra thành công vào tối ngày 10 tháng 12 tại Jam Center. Pop Awards 2015, giải thưởng tôn vinh sản phẩm giải trí kỹ thuật số lần thứ 2 được tổ chức tại Việt Nam. Hơn 500 khách mời là nghệ sĩ, ca sĩ, nhà sáng tạo nội dung tên tuổi khắp Việt Nam cùng với truyền thông báo chí và khách hàng thân thiết của Pop Worldwide đã có mặt trong buổi trao giải. Xin chào tất cả các quý vị khán giả của VTV. Hiện nay Trúc Nhân đang đứng ở một bữa đại tiệc rất là lớn của Pop Award. Thì năm ngoái Trúc Nhân cũng đã từng tham gia và Trúc Nhân cũng đã nhận được giải là bài hát có nhiều bản video cover nhất. Và hiện nay Trúc Nhân vẫn đang đứng ở một lần nữa của Pop Award. Và Trúc Nhân rất hy vọng chương trình của hôm nay cũng sẽ thành công như chương trình của năm ngoái. Hôm nay một không khí rất là vui, rất là tưng bừng cùng với tất cả mọi người đến với chương trình hôm nay, là một chương trình mà tất cả những người tham gia trong chương trình văn hóa nghệ thuật đều rất quan tâm. Và đây là một chương trình mà Quang Dũng rất là vui khi cùng với tất cả những người bạn đồng nghiệp của mình tham gia trình diễn cũng như tham gia cùng với những nghi thức lễ của ngày hôm nay, là một không khí mà quý vị cũng thấy xung quanh rất mọi người rất là vui, rất là tưng bừng. Qua đây xin cho Quang Dũng được gửi lời chúc mừng đến với tất cả những người bạn đồng nghiệp của mình, những người được đề cử trong ngày hôm nay. Đây là lần thứ hai Trường Giang tham gia cái Pop Award và công nhận là họ rất là chỉnh chu trong cái công tác chuẩn bị và đầu tư, và đây là một trong những cái dấu hiệu đáng mừng, bởi vì có một cái công ty làm về digital mà chỉnh chu và đầu tư như thế này thì chắc chắn là sẽ còn nhiều năm nữa và có những chương trình sau nữa, và cái hệ thống của họ sẽ rất là mạnh và vững. Đây là một điều đáng mừng cho các nghệ sĩ. Bước xin chào quý khán giả của chương trình VTV. Cảm xúc thì tuy rằng đi hát lâu nhưng mà tại vì đi ít khi nào tham dự mấy sự kiện lắm. Ở đây có lẽ là một lần hy hữu cho nên là cũng hồi hộp sao đó, không biết nói sao nữa. Hơi ngại ngại tại vì ít xuất hiện ở chỗ đông người. Hôm nay thì cảm giác rất là mới lạ. Qua 2 năm làm việc, Quang Ly rất hài lòng với cái công việc mà Pop đã hoạt động cho những cái digital ở trên mạng của Quang Lê. Và hôm nay cảm thấy rất vui đến tham gia Pop Award. Đây là một thương hiệu tiếp theo. Những năm gần đây, các nghệ sĩ không chỉ có tài ca hát, biểu diễn trên sân khấu, phim ảnh mà còn lấn sân vào làng văn bằng các cuốn tự truyện. Một số thành công, một số không nhận được những phản hồi tích cực từ khán giả. Để hiểu hơn về câu chuyện này, chúng ta hãy cùng đến với chuyên mục 108 tuần này với chủ đề Nghệ sĩ viết sách nhé! Những năm gần đây, nghệ sĩ Việt không chỉ có tài về ca hát, biểu diễn trên sân khấu, phim ảnh mà còn có tài lấn sân sang làng văn với những cuốn tự truyện của riêng mình. Việc nghệ sĩ viết sách tuy không còn xa lạ gì đối với công chúng, nhưng không phải cuốn sách nào cũng được đón nhận từ người hâm mộ. Đi đầu trào lưu này có lẽ phải kể đến là nghệ sĩ Lê Vân với Lê Vân tự truyện Yêu và Sống. Đọc Lê Vân tự truyện Yêu và Sống, khán giả không khỏi bất ngờ với những sự thật trần trụi được phơi bày phía sau ánh đèn sân khấu của những gia đình nghệ sĩ Việt. Ngay bây giờ thì Minh Hiền sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn biết chị đã viết gì về cuộc sống của chính mình và gia đình mình. Tại chương 4 chị viết: Từ nhỏ, tôi đã biết cất giữ một bí mật gia đình. Ngay từ 2-3 tuổi, tôi đã luôn phải chứng kiến sự xô xát, mối bất hòa, đúng hơn là sự cắn xé, hành hạ và đầy ải nhau giữa bố và mẹ. Chỉ với một vài dòng như vậy,
độc giả phần nào cũng hiểu được và đồng cảm được nỗi khó khăn của gia đình chị. Nhưng không hiểu sao, trời sinh ra thế mà lúc nào tôi cũng bị lạc loài. Khánh với Vi thì thân thiết chia sẻ với nhau lắm, còn tôi thì cứ như bị long ra khỏi cái khối gia đình chung ấy. Đến bây giờ cũng vẫn thế. Không chỉ chia sẻ về nỗi niềm lạc lõng của mình trong gia đình mà chị còn chia sẻ về mẹ như sau. Tôi không hợp mẹ. Mẹ không thể nào hiểu được mẹ đã sinh ra một đứa con bất hạnh. Đứa con ấy cả đời thiếu hụt một lời xưng mẹ gọi con ngọt ngào như thế nào. Đáng lẽ, con gái thì phải gần gũi mẹ, chia sẻ những đau buồn của mình đối với mẹ. Nhưng với tôi đó là điều không thể. Không dễ dàng để bộc lộ bất kỳ một điều yêu thương nào như thế. Mẹ đã từng tuyên bố, không có mẹ con bà cháu gì hết. Ngay từ nhỏ, bằng bản án ly hôn của bố mẹ mà tôi chẳng tìm thấy tên tôi trong ấy. Tôi chẳng thuộc về cha mà cũng chẳng thuộc về mẹ. Tôi đã bị đẩy ra bên lề cuộc sống gia đình mất rồi. Khi mà mẹ tôi tuyên bố như thế thì có khác nào đẩy tôi xa thêm. Có lẽ điều đó đã lý giải vì sao trong trí nhớ của tôi không đọng lại những điều ngọt ngào và ân cần từ mẹ. Không chỉ chia sẻ về mẹ mình, Lê Vân còn phác họa ngay cả chân dung chính người cha của mình là nghệ sĩ nhân dân Trần Tiến. Nhưng điều đặc biệt, những gì mà chị chia sẻ ở đây khác hẳn với những gì mà người hâm mộ biết về ông. Kết quả một đời làm nghệ thuật của bố là danh hiệu nghệ sĩ nhân dân và hai bàn tay trắng. Bố về hưu, cả đời mới chỉ chắt chiu dành dụm được một chút hòng lo cho phần hậu sự của đời mình. Ai ngờ lại bị kẻ trộm nững sạch. Ngẫm lại cuộc đời của bố, phải chăng cái sự thật tay trắng lại hoàn trắng tay là cái kết cục tất yếu của một kiếp người mang tên diễn với đời. Với đời, bố là người nổi tiếng và tài hoa. Đặc biệt bố rất có duyên trong mắt phái đẹp. Những con thiêu thân lao vào bố không cần tính toan, chỉ cần dâng hiến, hết người đàn bà này rồi lại đến người đàn bà khác. Cứ như thế bố đắm chìm trong những cuộc tình chiên miên từ trẻ cho đến tận bây giờ. Ở thời điểm đó, Lê Vân đã chịu không ít những lời chỉ trích từ phía dư luận và cả gia đình của cô cũng bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng của cuốn sách mang lại. Nghệ sĩ nhân dân Trần Tiến cũng đã chịu một cú sốc rất lớn khi bị chính cô con gái ruột của mình kể về những chuyện không hay trước mặt công chúng. Về phía mẹ của Lê Vân, nghệ sĩ ưu tú Lê Mai đã lên tiếng xác nhận và khẳng định rằng đó là những chuyện hoàn toàn có thật trong cuộc sống gia đình của bà. Theo quan điểm của Minh Hiền, nếu như cuốn tự truyện Lê Vân yêu và sống là một cuốn nhật ký mà chị giữ riêng cho mình thì sẽ tốt hơn là cuốn sách được xuất bản rộng rãi trên khắp toàn quốc. Vì với cách nhìn nhận của người Việt, chuyện vạch áo cho người xem lưng là một chuyện không mấy hay ho. Nói đi thì cũng phải nói lại, nhờ có cuốn sách mà người hâm mộ cũng phần nào hiểu được góc khuất của những người nghệ sĩ sau ánh đèn sân khấu. Đây cũng chính là lý do vì sao mà thúc đẩy cho hàng loạt nghệ sĩ như Tina Tình, Thanh Thảo và Long Nhật xuất bản tự truyện. Cuốn tự truyện của Tina Tình phát hành quyển sách hư cấu nói về mặt trái của showbiz, gây sốc với chi tiết cô kể về nhân vật trong truyện là người bị chơi nhải. Với những miêu tả trong cuốn tiểu thuyết cùng các tiết lộ sau đó của Tina Tình về người bị chơi nhải ở Trà Vinh khiến cho sức khỏe và tinh thần bị hoảng loạn, dẫn đến mất vai diễn trong phim Để Mai Tính. Dựa vào những miêu tả của Tina Tình, dư luận và báo chí lại lục đục suy đoán người mà nữ diễn viên đề cập đến không ai khác đó chính là đả nữ Ngô Thanh Vân. Còn Long Nhật thì bị khán giả ném đá tới tấp khi công bố tự truyện trên mạng. Tất cả những chuyện thâm cung bí sử của cuộc đời mình đều được anh phơi bày trong cuốn tự truyện. Thậm chí anh còn đề cập đến vợ mình. Bên cạnh những cuốn tự truyện không mấy được lòng người hâm mộ, thì cũng có một số cuốn tự truyện để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng độc giả. Điển hình là cuốn hồi ký Tâm Thành và Lộc Đời của nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc. Tình yêu dành cho nghệ thuật của anh được thể hiện trong cuốn hồi ký bằng những câu chuyện làm nghề cực kỳ cảm động. Ở tuổi ngoài 50, anh đã hóa thân trên 600 vai diễn cả sân khấu và điện ảnh. Đó là một con số khổng lồ cho thấy rằng Thành Lộc đã ăn nghệ thuật, ngủ nghệ thuật đến mức nào. Dường như mối bận tâm lớn nhất của người nghệ sĩ đến giờ này vẫn sống độc thân chính là nghệ thuật, đặc biệt là sân khấu. Thành Lộc tự nhận mình là một người điên, một loại điên có lý trí và kiểm soát được. Trong cuốn hồi ký của mình, Thành Lộc đã gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới tổ nghiệp đã đại anh, cảm ơn cha mẹ, cảm ơn cuộc đời đã cho anh niềm nhiệt huyết vô tận đối với nghệ thuật. Ở phần cuối của cuốn sách, Thành Lộc đã dành cả một chương để lưu lại những bức thư, tình cảm, chia sẻ của khán giả dành cho anh trong suốt một thời gian dài. Cuốn hồi ký gây ấn tượng không kém là cuốn hồi ký đằng sau những nụ cười của nữ danh ca Khánh Ly. Nếu như nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc chia sẻ về những quan điểm riêng của mình nhìn nhận về mặt sân khấu thì nữ danh ca Khánh Ly lại thay mặt cho tất cả những người đàn bà kể về sự vinh hiển, nhọc nhằn, đắng cay mà những người phụ nữ đã chót dấn thân vào con đường làm nghệ thuật. Đối với Khánh Ly hay Thành Lộc, viết hồi ký không phải chỉ để dành cho mình, dành cho mọi người mà viết hồi ký để cho mọi người đọc, hiểu và cảm nhận về cuộc đời của người nghệ sĩ. Ngoài hai cuốn hồi ký đằng sau những nụ cười và Tâm Thành và Lộc Đời thì chúng ta còn có một cuốn hồi ký đó là Trần Lập bên kia bức tường. Với lối kể chuyện hài hước, hóm hỉnh và chân thật,
thì Trần Lập đã lôi kéo được rất nhiều tình cảm từ phía độc giả. Chuyện nghệ sĩ viết sách thì đã không còn xa lạ gì so với công chúng. Thế nhưng những cuốn sách hay và những cuốn sách có giá trị đòi hỏi những người nghệ sĩ lớn có đóng góp cho nền nghệ thuật to lớn, và họ phải giỏi cả về tư duy lẫn chữ viết. Một cuộc đời được kể trên sách không phải là chuyện gì cũng được kể, mà chuyện gì đáng kể và nên kể. Độc giả thì rất công bằng, những cuốn sách nào thật sự hay và có giá trị mới được lòng của người hâm mộ. Bản thân Thảo My nghĩ rằng có một điều tích cực mà chúng ta phải công nhận, đó là cho dù có để lại dấu ấn sâu đậm hay không thì các tác phẩm này cũng đã tạo đến sự mới mẻ dành cho người đọc, và đó cũng được xem như những món quà mà nghệ sĩ dành tặng cho những người hâm mộ của mình. Chương mục 108 vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Showbiz 101 tuần này. Và bắt đầu từ tuần sau, chương trình Showbiz 101 sẽ phát sóng ở khung giờ mới, đó là 19 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh truyền hình VTC8 ViuTV. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!